Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 77 bài luyện tập nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài luyện tập. Trước hết là câu số 1. Tìm 15% của 320 kg. Như vậy tìm 15% của 320. Giờ sau đó mình thêm đơn vị sẽ là kg, đúng không nào? 15% của 320 thì mình có thể lấy 320 nhân 15 chia cho 100, hoặc là các em có thể lấy 320 chia 100 trước tiền nhân cho 15 cũng được nha, đúng không? Quy nhân chia là có tính giao quán nha. Giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy 15% của 320 kg sẽ là, mình sẽ lấy 320 chia 100 nhân cho 15 hoặc là nhân 15 và chia cho 100 cũng được nha. Ở đây thầy nhân cho 15 trước, chia cho 100 thì mình sẽ không bị số hợp phân, đúng không? Còn nếu mình các em chia trước thì xuất hiện số hợp phân nha. Giờ như vậy là dù nhân trước hay là chia trước thì kết quả đều giống như nhau, đúng không? Giờ ở đây thì mình sẽ lấy nhép cho mình tính, đúng không? Nhân chia hai số thì mình phải tính nhép thôi. Thầy cho kết quả cho nhanh nha. Như vậy kết quả sẽ là 48, đơn vị sẽ ký vô game, đúng không? Giờ tiếp theo câu B. Mình sẽ tính 24% của 235 m² là như vậy có nghĩa mình sẽ lấy 235, mình chia 100 giờ nhân cho 24, hoặc là nhân 24 giờ chia 100 cũng được nha, giống nhau hết. Giờ ở đây mình sẽ lấy nhép và mình tính, mình sẽ lấy 235 nhân cho 24 giờ chia cho 100 thì kết quả sẽ là 56,4, đúng không? Các em sẽ dùng lấy nhép và mình tính, đúng không? Giờ tiếp theo câu C. 0,4% của giờ mở ngoặc thì phải đóng ngoặc, đúng không? 350. Như vậy sẽ là, ở đây không có đơn vị thì mình cũng tính bình thường, đúng không? 350 nhân cho 0,4 giờ chia cho 100, hoặc là các em chia 100 giờ nhân 0,4 đều giống nhau nhé. Kết quả đều giống nhau. Như vậy là kết quả ở đây, hay cho kết quả cho nhanh nha. 1,4 nha. Mình sẽ đặt tính và tính trên những nhép nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 có em là có kết quả giống như vậy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 được. Giờ tiếp theo là câu số 2. Một người bán 120 kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó đã bán được bao nhiêu kg gạo nếp. Như vậy câu này quá dễ, đúng không? Người ta nói là một người bán 120 kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Thì mình biết mình sẽ lấy 120 nhân 35 chia 100, hoặc là 120 chia 100 giờ nhân 35 cũng được nha. Kết quả đều là giống nhau. Giờ câu số 2 này quá dễ, thầy sẽ làm luôn câu số 2 nha. Giờ mình sẽ đặt lời giải chứ. Người ta hỏi người đó bán được bao nhiêu kg gạo nếp. Thì mình trả lời là người đó bán số gạo nếp lá. Mình sẽ bỏ cái chữ hỏi này đi. Mình để là người đó bán được bao nhiêu, mình chữ sửa là thành số. Người đó đã bán được số kg gạo nếp là, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ lấy 120 nhân 35 giờ chia cho 100, đúng không? Giờ như vậy tiếp theo mình sẽ lấy giấy nhép và mình tính, đúng không? Mình có thể chia 100 trước cũng được, giờ nhân cho 35 cũng được. 120 mà chia 100 thì là 1,2. 1,2 nhân cho 35 thì sẽ bằng là, hãy cho kết quả cho nhanh nha, 42 kg nha. Giờ đáp số ha sẽ là 42 kg gạo nếp.
Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 18m, chiều rộng là 15m, người ta dành 20% diện tích mảnh đất đó để làm nhà, tính diện tích phần đất làm nhà. Như vậy ở câu 3 này người ta cho là một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, thì mình sẽ tính được diện tích của miếng đất đó nha. Giờ người ta nói là dành 20% diện tích để trồng, để làm nhà, thì mình sẽ lấy diện tích của mảnh đất nhân 20 và chia cho 100 đúng không? Hoặc là các em có thể chia 100 trước rồi nhân cho 20 cũng được nha. Giờ câu số 3 này cũng dễ, thầy sẽ làm câu số 3 luôn nha. Giờ trước hết mình sẽ tính diện đất, diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đúng không? Giờ diện tích mảnh đất hình chữ nhật là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng, 18 nhân cho 15 đúng. Giờ ở đây thì các em có thể lấy giấy nhét ra mình tính đúng không? Hoặc là mình có thể tính nhẩm cũng được nha. Ở đây thầy cho kết quả cho nhanh nha. Như kết quả sẽ đây là 270 mét vuông đúng không? Giờ ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em tính nhẩm chỗ này nha. Như vậy là 18 nhân cho 15 thì mình có thể lấy 18 nhân cho 10 sẽ là 180. Giờ cộng với 18 nhân 5 180 phân nửa có 180 là 90, có nghĩa là 180 cộng 90 sẽ bằng 270 đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ tính diện tích phần đất làm nhà đúng không ạ? Diện tích phần đất làm nhà là như vậy mình sẽ lấy 270, mình sẽ nhân 20 chia 100, người ta nói dành 20%, có nghĩa là nhân 20 chia 100, hoặc là các em có thể chia 100 trước giờ nhân 20 cũng được nha, kết quả đều như nha. Giờ ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em tính nhẩm chỗ này nha. Như vậy mình thấy đây số 0, đây số 0, 2 số 0, 2 số 0 ở đây chia cho 2 số 0 bên đây sẽ là hết. Mình sẽ lấy 27 nhân 2 thì sẽ bằng 54 đúng không ạ? Như vậy kết quả sẽ là 54 mét vuông. Giờ đáp số không? 54 mét vuông. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 4, một vườn cây ăn quả có 1.200 cây. Hãy tính nhẩm xem 5%, 10%, 20% và 25% của số cây trong vườn. Giờ như vậy ở đây là mình sẽ... Để tính nhẩm thì mình sẽ tính 1% trước đúng không? 1.200 cây, tính nhẩm 1% có nghĩa là mình lấy số này chia 100. Chia cho 100 có nghĩa bỏ 2 số 0 đi, còn là số 12. Giờ có 1% mình sẽ nhẩm 5% bằng cách lấy 12 nhân cho 5. 12 nhân cho 5 thì nhẩm được đúng không? Là 60. Là 60 cây. Giờ 10% mình gấp đôi lên, gấp đôi của 5% lên là 60, gấp đôi lên là 120 cây. 100 đây 20% thì gấp đôi của 10%. 120 gấp đôi lên là 240 cây đúng không? Giờ tiếp theo. 25% thì có nghĩa là mình sẽ lấy số cây của 5% nhân 5 nữa đúng không? 60 mà nhân cho 5 nữa thì sẽ là bằng 300 cây đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Giờ trước hết mình sẽ nhẩm 1% chứ. 1% của 1.200 cây sẽ là bao nhiêu? Sẽ là mình lấy cái số đó chia cho 100 đúng không? 1% có nghĩa lấy số đó chia 100. Chia 100 có nghĩa là bỏ đi 2 số 0 rồi xa, có nghĩa còn 12 cây, đúng không?
giờ có 1% thì mình sẽ tính được nhẩm được 5%, đúng không? Có nghĩa mình lấy số cây của 1% nhân cho 5 là được, đúng không? Giờ 5% thì mình sẽ lấy 1% mình nhân cho 5, có nghĩa là 12 cây nhân cho 5, đúng không? 12 nhân cho 5 thì bằng 60, đúng không? Ok. Giờ tiếp theo mình sẽ tính 10%. 10% thì gấp đôi 5%, có nghĩa là mình lấy 60 nhân cho 2 là được, đúng không? Hoặc là mình có thể lấy 1% nhân cho 10 cũng được, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ lấy 12 cây nhân cho 10 sẽ dễ nhận hơn, đúng không? Như vậy là 12 nhân cho 10 thì mình sẽ 12 và thêm số 0 ngoài sao là được, đúng không? Sẽ dễ nhận hơn. Giờ tiếp theo mình sẽ tính 20%. 20% số cây trong vườn. Giờ như vậy mình sẽ có thể lấy 10% nhân cho 2 hoặc là lấy 1% nhân cho 20 cũng được, đúng không? Như vậy đây mình sẽ lấy 120 nhân cho 2 đi cho dễ nhập, đúng không? 120 nhân cho 2 thì sẽ bằng 40 cây nha. Rồi tiếp theo mình sẽ tính 25% số cây trong vườn. Như vậy mình sẽ lấy là 1% nhân cho 25 cũng được, có nghĩa là 12 cây nhân cho 25. Hoặc là lấy 5% nhân cho 5 cũng được, đúng không? Vì 25 chính là mình sẽ lấy 5% nhân cho 5 thì có nghĩa là 60 mình nhân cho 5, đúng không? 60 nhân cho 5 thì sẽ bằng 300 cây, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 có em nào có kết quả giống như thầy để lên bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.